mấy bài bản, còn lưng bảnh bảnh xăm năm ông tướng là của người có tay phải này, còn là cánh tay phải này của bảnh là năm xăm hai ông cà tiết và một bụi hoa sen mọi người nhá, còn tay trái của bảnh là năm xăm hai con tút tách không phải hai con bọc cảm và hoa hồng, và số này là tút hoa văn hôm vừa rồi anh Hưng xăm và bây giờ anh Hưng tiếp tục xăm mọi người nhá. Mọi người xem bảnh xăm mình gì và bảnh lên hình có đẹp hay không, mọi người cho bảnh bình luận comment mọi người nhá. Không thì mọi người có ý tưởng thì hay hình xăm gì đẹp mọi người nói xem nào. Tất cả những cái hình xăm trên người của bảnh đều là ý tưởng của bảnh, đều là mong muốn của bảnh từ nhỏ. Tất cả những hình xăm trên người của bảnh, lưng của bảnh, tay của bảnh đều là những cái hình xăm mà bảnh mong muốn từ nhỏ. Còn riêng cái chỗ này là bảnh để cho anh Hưng chồng và xăm xăm luôn cho bảnh. Xăm luôn cho bảnh xem là lên hình gì sẽ có đẹp hay không mọi người bình luận mọi người nhá. Nếu mà hình xăm mà của bảnh không đẹp, bảnh chặt cho mẹ tay luôn. Lên gối em ơi. Chào bảnh rất nổi tiếng mọi người nha, anh Hưng này xăm cho tất cả các anh em ở Tổ quốc Việt Nam mình luôn. Mọi người ai muốn xăm thì anh Hưng chọc muốn những cái hình xăm được nét như bảnh, những cái hình xăm của bảnh này, những cái đường mà đường vân viết như hình xăm của bảnh này thì mọi người hãy đến với anh Hưng chọc. Anh Hưng chọc đang ở 52 Trần Quốc Toản Hà Nội mọi người nhá. Mọi người chỉ cần vào tìm Facebook Hưng chọc là mọi người sẽ thấy Hưng chọc, và nếu mọi người không thấy Hưng chọc thì mọi người vào ấn vào tìm bạn bè của các bảnh là sẽ thấy anh Hưng chọc. Và mọi người sẽ nhắn tin cho anh Hưng chọc, và mọi người muốn những hình xăm thì mọi người gửi lên cho anh Hưng chọc xem, và anh Hưng chọc sẽ tư vấn cho mọi người, và mọi người quyết định xăm thì mọi người ở đâu anh Hưng chọc sẽ đến phục vụ mọi người. Anh Hưng chọc phục vụ tất cả những anh em đam mê với những hình xăm đẹp ở trên người mọi người nhá. Anh Hưng chọc, quay Hưng chọc nè. Anh Hưng bỏ khẩu trang ra. Chào mọi người nhá. Tám ca người đang xem em. Anh Hưng này là người mà xăm cho bảnh từ năm 2013, bảnh đi trường Hà Dương về phát là anh Hưng xăm cho bảnh luôn. Bảnh đi trường Hà Dương này phát là bảnh tình cờ gặp anh Hưng thôi, anh em tình cảm dành cho nhau, anh Hưng dành cho bảnh hai em cá diếp và một cái mắt sen ở trên cánh tay phải của bảnh. Mà từ đó là bảnh xăm hai em cá diếp này là bảnh cũng cảm thấy con người của bảnh nó phất lên rất chi là kinh luôn. Từ năm 2013 đến năm 2014 là bảnh phải đi tù luôn, ở trong tù luôn 3 tháng mọi người ạ, lú như cú luôn là trong tù 3 tháng. Cái lúc bảnh ra tù đến 2015 này con người bảnh vẫn thế. Đến đầu 2016 anh Hưng lại xăm cho bảnh con đại bàng. Anh Hưng bảo là năm 2013 khá thì xăm con cá diếc thôi. Đến 2016 con người của em mà đi xăm con đại bàng. Anh Hưng đã xăm cho bảnh con đại bàng ở ngực này. Cực đẹp luôn mọi người nhá. Thì xăm ở ngực bảnh cực đẹp luôn. Cho gần máy vào đây. Đấy mọi người nhìn chưa? Hình xăm rất là đẹp luôn. Của anh Hưng chọc. Anh Hưng chọc đây. Anh Hưng chọc tặng bảnh hình xăm con đại bàng này. Đấy. Mà trước lúc khi bảnh xăm đại bàng là như thế nào? Là bảnh đã vi phạm. Bảnh đã đánh nhau ở đầu năm 2016. Tháng 2 bảnh đã đánh nhau, gây rối trật tự và cố ý gây thương tích. Mà bức án của bảnh đã lúc đấy là lúc mà bảnh đi xăm mà lúc đấy là bảnh đang lợ án. Bảnh đang lợ án để mà đi tù năm 2017 đấy. Thì là anh Hưng bảo là trước khi em đi vào trại là em phải xăm hình đại bàng này. Để vào thứ nhất là để cho anh em trong trại nó biết là mẹ mày bố mẹ ở ngoài đã đại bàng rồi chứ không phải vào trong này ra mới là đại bàng đấy. Anh Hưng bảo đấy, thế là anh Hưng xăm cho bảnh con đại bàng. Anh Hưng lại biết bảnh là tuổi gà, hiểu không? Tuổi gà rất chi là sợ rắn, gà trước này là bị rắn cắn. Mà bây giờ anh Hưng lại xăm cho bảnh con đại bàng, anh Hưng lại bảo là bị mẹ này cắp con rắn, phải cắp con rắn luôn, có nghĩa là bảnh hà hóa đại bàng cắp rắn luôn đấy mọi người ạ. Thế là bảnh vào trại được mấy tháng thì bảnh ra trại ngày 24 tháng 9 năm 2017 đấy mọi người. Ngày 24 tháng 9 năm 2017 bảnh ra phát hiện lại gặp anh Hưng chào bài rất chi là tuyệt vời luôn. Anh Hưng bảo là em ạ, anh thấy trên đời này á, anh xem phim Thủy Hở, anh xem phim Tam Quốc diễn nghĩa các kiểu luôn, anh thấy các vị tướng này nó rất chi là hợp với em luôn, em chọn vẹn năm ông tướng này luôn. Thế anh Hưng anh dán luôn bảnh năm cái mặt ông tướng lên lưng của bảnh. Thế từ lúc anh Hưng dán năm cái mặt ông tướng lên lưng của bảnh, bảnh ăn rồi đi viện mổ chân mẹ, mổ đùi mẹ, mổ u mẹ, mổ gì đó thì này khá khuyết tật đấy, là khá giật mình cái kiểu vẫn là điểu thôi, không biết là có phát được không, giờ kết không biết nào mọi người ạ.
Thế còn mỗi cánh tay thôi, cánh tay thì cũng đang xăm mặt cạp mà con bò cạp mấy hoa hồng. Giờ cũng biết anh Hưng anh định vẽ cái gì ở cánh tay bảnh ở đây. Nhưng mà anh Hưng bảnh, anh Hưng chọc này hình xăm này tuyệt vời lắm mọi người. Bảnh tự tin mà anh Hưng luôn, tất cả những hình xăm của bảnh đều là những cái ý tưởng của bảnh muốn xăm. Còn đây là cái hình xăm bảnh lúc cánh tay trái này là bảnh cái ý tưởng của anh Hưng xăm. Xem như là mọi người nhá. Mọi người cùng chờ xem hình ảnh của bảnh nhá. 8K rồi. Châm thuốc em ạ. Châm thuốc rồi. Anh mang đi một bình nha anh. Tí nữa anh về thì em cho thằng em nó ngồi sau xe anh. Đi về nhà rồi sau đó đi thắt đi về nhá. Thôi đi một mình em không yên tâm. Mà cũng không yên tâm cũng không được. Thì ra vì anh rượu không uống, bia không uống. Đúng không? Không chơi cái gì cả. Và yên tâm rồi, anh đi chạy. Anh đi con xe khác không? Anh cũng thích phân hồi lớn đấy. Quý ạ. Anh thích phân hồi lớn mà. Anh có thích con xe 1.000 không anh? Có, xe đẹp. Để xem cho mọi người xem anh đã gì cả. Ở đây có những cái bình luận nào của mọi người á? Có những cái bình luận nào của mọi người nói ý nghĩa thì em phải đọc lên cho anh để trả lời mọi người. Cho tôi một lớn số nữa anh ạ. Đúng là tìm được loại phanh rất phanh khô mà đúng có 10 phút để đăng YouTube thôi. Có rồi. Mọi người cùng xem cái hình xăm của bảnh ở bên tay trái này của bảnh này hình xăm gì mọi người nhá. Mới được 6 phút. Cho mình biết là anh kia. Kệ. Mình dài này. Mọi người cùng xem mà. Mọi người những ai mà đang xem bảnh xăm chưa biết bảnh lên hình gì thì là mọi người cứ đi ngủ. Ngủ sau sáng mai bảnh xăm xong hay là bảnh sẽ chụp hình lên. Bảnh đăng lên Facebook. Rồi mọi người vào comment bình luận hình xăm ở cánh tay trái của bảnh nhá. Chào anh Lê Tuấn Phúc. Hả? Lê Tuấn Phúc xem. Ai? Anh Phúc. Em chào anh Phúc yêu dấu ơi. Anh rượu xong chưa anh ơi? Này hôm nay em uống cả bình rượu này anh Phúc ạ. Hỏi sao anh Phúc rượu xong chưa? Anh em chưa gặp nhau nhưng mà nói chuyện hôm qua anh quý em hiểu. Anh Hưng chồng của bảnh nha, anh Hưng chồng của bảnh xăm nha. Mọi người cần thích hình gì thôi, chỉ hình gì thôi. Mọi người thích hình gì, chỉ hình gì bắt anh Hưng xăm y hệt như thế luôn. Nếu mà không y hệt như thế và đẹp hơn như thế, anh Hưng không bao giờ lấy tiền. Như đây là bảnh không có hình gì để cho anh Hưng xem mẫu cả. Mà bảnh bảo là anh Hưng phải ra cái ý tưởng của anh Hưng. Được, anh Hưng phải ra cái ý tưởng của anh Hưng cho nên anh Hưng phải vẽ trước, ra cái ý tưởng của anh Hưng trước. Anh Hưng tâm bảo anh Hưng cần rất biết cẩn thận. Mọi người nhá. Ai muốn xăm chỗ lên mình những cái tấm hình đẹp hãy tìm tạ xăm ở đúng nơi đúng chỗ mọi người ạ. Chứ đừng xăm linh tinh vào người và đến lý thân hình của mình ra. Hình xăm nó đi với mình trọn đời chứ đừng xăm xăm lại xóa mọi người nhá. Hình xăm nó đi với mình trọn đời cho nên là mọi người hãy tìm đúng tạ xăm thợ giỏi xăm cho mình nên những hình xăm được như ý của mình. Mọi người xăm mọi người nhá. Anh Hưng chọc giờ đang ở 52 Ngô Phúc Toản Hà Nội mọi người ạ. Trần Phúc Toản, Ngô Phúc Toản nào không biết Trần Phúc Toản. Ngô Phúc Toản là em. Đây quay Hưng với nào. Anh ở đây có gì biết gì đâu anh. Đây làm gì có gì biết gì đâu nhà anh nuôi gì đâu. Nhưng mà anh Hưng anh giỏi, anh làm vẽ trực tiếp thôi, anh không phải chi tiết gì à? Cũng không hút gì ra, mà cũng không hút cái gì mà để anh hít vào nó thành khói độc cả. Hả? Chào mọi người. Điên là đang live stream hay này. Chào mọi người. Hả? Chào mọi người. Chào mọi người. Mọi người cùng chờ. Chờ anh Hưng nghe xem cho ảnh. Mọi người xem ảnh xem. Những ai mà không xem được thì đi ngủ. Hôm nay những ai mà không xem được thì đi ngủ.
đi ngủ xong thì là sáng mai bạn sẽ chụp ảnh cái cánh tay của bạn lên cho mọi người xem, mà mọi người bình luận comment cho bạn. Những cái bình luận của mọi người á, tất cả những cái bình luận của bạn khi bạn đăng bài lên mọi người bình luận bạn đọc hết, ai bình luận gì bạn cũng đọc hết. Nhưng mà chỉ là nhiều bình luận quá, một cái kiểu ảnh bạn đăng lên tận 5k bình luận thì làm sao bạn trả lời được hết được. Cho nên là những ai bình luận mà bạn cũng trả lời thì là thông cảm cho bạn mọi người nhé. Chứ còn những bình luận của mọi người, bình luận cả ảnh của bạn, ảnh của bạn đều đọc hết, ghi nhận hết tất cả anh em. Bắt đầu xong rồi mọi người ơi, bắt đầu xong rồi. Anh Hưng bắt đầu xong rồi. Làm sao? Em mời đi để anh đọc. Làm sao? Quá à? Sao Tuấn? Tuấn đúng nhỉ? Mình phải tăng nó. Anh bảo rồi, anh mới nhắc con Tuấn mấy phút cuối mình tăng vào để người ta có hiệu quả ấy. Ơi, mình vẫn tăng mà. Như thế, xem điện thoại là không kích được vào. Hả? Xem điện thoại như thế. Mình phải tăng vào ngay tên ở trong. Không kích được vào. Để em tăng vào máy tính. Bây giờ em gắn luôn. Bây giờ em gắn luôn. Đây để em gắn. Đúng không? Anh bảo con Tuấn như đấy. Ok, nên không hiệu quả ấy. Đúng rồi, những cái bài bạn ghi mình nó trôi. Nói như anh nói luôn. Như mình nghĩ thế là vẫn trôi trôi trôi. Không phải, không kích được vào. Em điện thoại là kích không tìm được. Ờ, trang web đó. Em chỉ đường link này thôi chỉ. Chứ không phải là. Ví dụ nếu mà cái đứa đấy nó nói em tại em ghi mà cơ thì nó tìm được. Đấy nói là đây. Đấy là em tăng đường link. Tao tìm không duyên này nói mà anh ảnh. Kìa. Comment đang là tạm thì không chuyên nói rồi. Nào. Con chạy nhau rồi. Rồi chạy nhau rồi. Nhưng mà vẫn cái đấy. Mọi người cùng xem bảnh xem bảnh xa bảnh gì mọi người nhá. Tất cả những cái ý tưởng của trên người của Bảnh á, ngực của Bảnh, Bảnh sao lại bàng, còn lưng Bảnh, Bảnh xăm năm ông tướng, tất cả những thứ mà người trên người của Bảnh đều là những ý tưởng của Bảnh. Cái kia mà ấn bảo là toàn trang web bị khóa, bây giờ trang web lại không có. Những cái mong ước từ nhỏ của Bảnh, Bảnh xăm. Cái từ nhỏ Bảnh đã sống cuộc sống có anh có em rồi, Bảnh đã làm anh của các bạn cùng tuổi. Ok rồi. Và các bạn hơn tuổi rồi. Thì là Bảnh những mơ cái xăm cái hình đại bàng này đến năm 2016 Bảnh mới xăm được. Năm 2016 Bảnh mới xăm được. Đến 2017 về Bảnh về. Thì là 2018 Bảnh xăm cái hình ngũ hổ tướng ở lưng, năm ông tướng. Bảnh biết là hình năm ông tướng này bình thường Bảnh Bảnh vác quân bình ông tướng như là một ông. Một ông Quang Văn Trường. Hay là ông như Triệu Tiểu Long. Đã là lặng rồi. Nhưng mà Bảnh đây Bảnh xăm phát năm ông tướng luôn. Ông Quang Văn Trường, Triệu Tử Long, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung. Bảnh xăm phát năm ông tướng luôn trên lưng Bảnh luôn. Bảnh năm ông tướng đang ngồi trên lưng của ông tướng của Bảnh. Thế là Bảnh xăm trọn vẹn con người của Bảnh rồi. Ngực thì đại bàng, lưng thì năm ông tướng, tay thì là hai con cá diếc, còn bên kia là hai con bọ cạp và vào. Đến hôm nay là Bảnh nhờ anh Hưng xăm nốt cánh tay này cho Bảnh, xăm nốt cái cánh tay trắng này cho Bảnh để cho nó xong nó đẹp luôn cái cánh tay của Bảnh, xem là cái những hình gì lên cái cánh tay của Bảnh cho nó đẹp luôn, cho trọn vẹn luôn mọi người. Mọi người ở đây những ai yêu quý Bảnh thì chia sẻ livestream cho Bảnh và cùng xem Bảnh xăm, cùng xem Bảnh xăm. Còn những bạn nào mệt thì đi ngủ, sáng mai Bảnh sẽ có ảnh up lên rồi hỏi mọi người xem hình xăm mới của Bảnh có đẹp không mọi người nhá. Okay.